Thưa quý vị, lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới đã tổ chức đại hội thường niên qua hệ thống viễn thông, và đề tài để đưa ra bàn thảo cũng liên quan tới nạn dịch COVID năm nay. Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi phần thời sự hàng tuần với ông Đỗ Như Điện với đề tài này. Xin chào chú Điện, một lần nữa mời chú Điện. Vâng, cảm ơn anh Tiết và cảm ơn quý khán giả của đài VNTV. Hôm nay tôi trở lại với quý vị trong một cái đề tài thời sự rất là nóng. Vậy nó đang diễn ra ngày 18 và ngày 19 tháng 5, cái ngày mà cả thế giới đang hướng về Geneva để theo dõi cái hội nghị toàn thế giới của Tổ chức Y tế, tức là WHO, trong hai ngày hội nghị. Và tuy rằng tham dự nhưng mà tất cả 194 quốc gia đều tham dự online, tức là không ai về đó để mà họp, ngoại trừ cái ban tổ chức họ lo tại chỗ thôi. Thì đây là một cái cuộc họp mà nó có rất nhiều vấn đề tranh cãi. Trong ấy có 4 vấn đề lớn được nêu ra. Vấn đề thứ nhất là đòi hỏi điều tra về cái nguồn gốc con virus trong cái đại dịch Vũ Hán mà đã gây cho hơn 3 triệu người, gần 4 triệu người trên thế giới mắc bệnh và hơn 300.000 người chết. Cái đề tài thứ hai mà sẽ rất là nóng gay gắt đó, tức là tại sao tổ chức này đã loại Đài Loan ra khỏi cái tổ chức vào năm 2016, và nhiều quốc gia muốn đưa đại diện của Đài Loan vào cái ghế gọi là quan sát viên. Cái thứ ba là có đến 120 quốc gia đó là đòi hỏi mở một cuộc điều tra độc lập để truy tìm cái nguồn gốc con virus coronavirus Vũ Hán, xem nó phát xuất từ đâu chính thức và nó sẽ lan tràn như thế nào. Và liên quan tới vấn đề đó thì đòi điều tra ngay cả cái Tổ chức Y tế Thế giới, tức là WHO, đã thi hành cái nhiệm vụ của mình như thế nào. Và cái điểm sau cùng là áp lực của Hoa Kỳ, bởi vì áp lực của Hoa Kỳ là như ngày hôm qua đó, ngày 18, là Tổng thống Donald Trump đã gửi cho ông Tedros, tức là chủ tịch cái Tổ chức Y tế Thế giới, một lá thư dài 4 trang. Trong ấy nêu rất nhiều vấn đề cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới đã làm theo những chỉ thị của Bắc Kinh. Thì như vậy bây giờ này có nhiều điểm, bây giờ này mình đi tóm lược từng điểm một. Điểm thứ nhất là chú nói là mình, tất cả, gọi là không phải là mình nhưng mà cả thế giới bây giờ này đang muốn điều tra cái nguồn gốc của con virus này. Thì lần trước mình cũng đã bàn cãi về cái vấn đề này, hoặc là đưa cái vấn đề này ra để mà lên gọi là tranh cãi hay là mình bàn luận với nhau. Đúng rồi, nhưng mà lần trước chúng ta chỉ nêu ra là cái sự đòi hỏi của từng quốc gia, từng nhóm, từng nơi này nơi khác. Nhưng mà bây giờ đây là cái hội nghị chính thức hàng năm được tổ chức với cái sự tham gia của 194 thành viên trên toàn thế giới. Yeah. Và cho đến ngày 18 thì có 120 quốc gia đồng ý là phải mở một cuộc điều tra độc lập. Và cho đến cuối đại hội đó thì sẽ có một cái biểu quyết để xem rằng là có được 2/3 tán đồng. Và trong ấy thì nó có những cái chi tiết là thí dụ như bây giờ trong cái nghị quyết và biểu quyết đó nó có đòi hỏi là điều tra ai, thí dụ điều tra Trung Cộng, điều tra Tàu, điều tra ngay cái Tổ chức Y tế Thế giới, hay là điều tra cả những cái cáo buộc của phía Trung Cộng cho rằng con virus đã đến từ quân đội Mỹ, vân vân. Thì đó là những cái chi tiết mà trong cái thảo luận, tranh luận đó họ sẽ đưa ra. Vì bây giờ chúng ta đưa lên tin thì ta chưa có nắm vững được là cái nội dung của những cái biểu quyết đó như thế nào. Nhưng mà đây là vì vấn đề thông tin, do đó chúng ta theo dõi để biết như vậy.
Cái vấn đề thứ hai đó, tôi thấy cái nguồn gió đó hay là cái làn sóng mà bây giờ này thuận về cái vụ mà gọi là đưa tổ chức y tế thế giới ra mà làm cái công tác này. Lúc đầu chỉ có là Mỹ, nhất là nói ông Donald Trump cho tổng thống của mình, hay là đem ra tranh cãi cái vấn đề này chỉ trong nội bộ nước Mỹ thôi. Bây giờ này là cả thế giới đều tán thành cái vấn đề này, thì chú nghĩ nó có một cái luồng gió mới hay là cái sự mà của không là về thế này này, khi cả tháng nay rồi đó, khi mà Mỹ cáo buộc Trung Cộng như vậy đó, thì những nước Tây Âu, nhiều nước khác trên thế giới và đặc biệt cả Úc đã đòi hỏi mở cuộc điều tra, và vì vậy Trung Cộng đã trả đũa Úc bằng cách là ngưng không cho nhập cảng thịt bò cũng như là tăng thuế lúa mạch của Úc. Đó là những cái mà Trung Cộng đã trả đũa ngay Úc như vậy, bởi vì Úc cũng đòi điều tra Trung Cộng. Nhưng mà Trung Cộng rất là sợ nếu mà thật sự là ai cũng chỉ mũi dùi vào Trung Cộng, đúng không? Tại vì ai cũng nghĩ là cái nguồn gốc phát xuất từ Trung Cộng, mà Trung Cộng bây giờ này nghĩ là không có phải từ Trung Cộng mà đổ lỗi cho anh Mỹ đưa một cái lời thì phía Trung Cộng là họ, trong cái lời phát biểu đầu tiên của ông Tập Cận Bình trong cái hội nghị ngày 18 đó, thì ông cũng chối bỏ cái đó. Ông bảo là nước ông ấy rất là minh bạch và mọi chuyện đều là sáng suốt cả, chứ không có gì giấu giếm cả. Dạ, thì nếu mà như vậy đó, bây giờ này mình trước khi đi qua cái đề tài trong cũng đề tài này, nếu mà thật sự mà cái lời cáo buộc và mà gọi là cái nguồn gốc xảy ra tại Trung Cộng, hoặc là nguồn gốc của con virus này đúng ra là từ Trung Cộng, thì liệu cả thế giới mình có lợi gì khi mà cáo buộc này thành sự thật hay là phải tất nhiên là bây giờ nếu mà người ta điều tra mà biết rõ như vậy thì tất nhiên là Trung Cộng phải chịu trách nhiệm khá nhiều chứ, trách nhiệm với thiệt hại rất nhiều chứ. Dạ vâng. Bởi vì khi mà truy tìm ra như vậy, ngay bây giờ Trung Cộng tuần vừa rồi đã nhìn nhận là họ cho hủy tất cả những cái mẫu virus của những bệnh nhân thu thập được ở Vũ Hán, thay vì họ giữ lại để theo dõi nghiên cứu xem nó phát triển như thế nào. Dạ vâng. Từ đâu thì họ đã cho hủy hết. Dạ vâng. Và thì bây giờ này nếu mà chối bỏ như vậy mà mình cáo buộc họ là thực sự là như vậy, thì liệu Trung Cộng có chấp nhận cái lời cáo buộc này hay là không, hay là dầu chấp nhận hay không chấp nhận thì Trung Cộng cũng bị sứt mẻ về mặt uy tín. Dạ vâng. Bởi vì nó ảnh hưởng không phải là chỉ vấn đề mà cái vị trí của anh, mà nó liên hệ tới vấn đề kinh tế, vấn đề thương mại, vấn đề làm ăn, cái uy tín của anh trên trường quốc tế, rồi bây giờ đang chạy đua về cái mặt virus, về cái mặt tìm vaccine, rồi thuốc trị, nó sẽ liên hệ cả một cái chuỗi nhân sau này đấy chứ. Bởi vì nếu mà anh rõ ràng là anh giấu giếm anh như vậy thì bây giờ không ai tin anh nữa, và nay mai anh có sản xuất ra vaccine chẳng hạn đó, thì các thế giới người ta chắc gì người ta đã dùng. Dạ, nhưng mà nếu như vậy á, cái thế đứng của Trung Cộng bây giờ này gọi là nếu mà như vậy là yếu hơn, đúng không? Nếu mà yếu hơn thì mình chuyển đề tài chắc luôn chắn, dùng cái cơ hội chắc này. Chắc chắn Trung Cộng bây giờ đang bị các nước dòm ngó và nghi ngờ. Dạ. Và khi đã có cái sự nghi ngờ và không tin tưởng thì nó ảnh hưởng tới tất cả những cái bang giao khác, vấn đề kinh tế, vấn đề làm ăn, vấn đề giao thương và mọi vấn đề. Nhưng mà Trung Cộng thì họ vẫn nghĩ rằng là họ sẽ là người dẫn đầu trên thế giới về hai lĩnh vực. Nếu mà mình theo dõi cái này đó, thì nếu mà mình thấy nếu mà Trung Cộng đứng vào cái thế yếu thì tại sao trong cái thời điểm này họ lại phản đối cho gọi là Taiwan đi vào khi mà gọi là tham gia vào cái đại hội của cái tổ chức y tế này thì chú? Nếu mà như vậy thì họ có lợi gì, và nếu mà không có lợi không gì, cái vấn đề đó nó lại khác. Cái vấn đề đó họ nói rằng là Đài Loan chỉ là một tỉnh nổi loạn thôi. Dạ vâng. Do đó không có cái tư cách gì để mà trở giống như một cái quốc gia tham dự vào trong cái tổ chức y tế thế giới như là một thành viên, mặc dù cái tổ Đài Loan đã ở đó từ rất lâu và đến năm 2016 mới bị loại ra do cái tổ chức y tế thế giới, do cái ông bác sĩ Petros này
Dạ vâng. Thì vì vậy mà Đài Loan trong cái dịch bệnh vừa rồi thì Đài Loan là một, có thể là một quốc gia hàng đầu để đưa ra những cái cảnh báo sớm, và họ đã rất thành công trong việc mà ngăn chặn 23 triệu người dân Đài Loan, nhưng mà chỉ có hơn 400 người mắc bệnh mà chỉ có mấy người chết thôi. Chứng tỏ rằng họ đã là một cái người mà họ là gửi cái thư cho Tổ chức Y tế Thế giới sớm nhất để cảnh báo về chuyện đó. Nhưng thì, mà Tổ chức thì Y tế nói Thế giới về uy đang tín. bất ngờ. Dạ, nói về uy tín mà trong cái vụ coronavirus và đưa ra cái con số đó, thì Đài Loan nó có cái con gọi là cái uy tín nhiều hơn Trung Cộng, cái lời nói Chắc của chắn họ rồi. Đó. Thì như vậy Hoa Kỳ cũng đứng ra gọi là ủng hộ cho Đài Loan ngồi vào trong cái ghế này kỳ, cho cái đại hội kỳ này, và kể cả một Thì số đó, nước khác. đó là những cái tranh cãi, đó là những cái mà đưa ra thảo luận. Đó là một vế. Nhưng mà về phía Trung Cộng thì nhất định là phải ngăn chặn không cho Đài Loan vào. Dạ vâng. Đó. Thì trong khi số ấy đó, thì Trung Cộng mua chuộc khá nhiều những quốc gia mà đã chịu hơn Trung Cộng, đặc biệt là đang nợ Trung Cộng đấy. Dạ vâng. Thì họ mua chuộc những người đó để mà có thể bỏ phiếu chống. Dạ. Thì chưa biết cái cuộc bỏ phiếu ra sao thì chúng ta chưa có kết luận được. Thì nếu mà Đài Loan mà tiếp tục với con đường này và cứ tiếp tục gọi là đeo đuổi bắt Tổ chức Y tế này phải cho họ vào, hay là lên tiếng mạnh mẽ, hay là phản đối mạnh mẽ, thì chú nghĩ liệu Trung Cộng có đem quân qua hay là làm một cái gì đó lớn mạnh cái đó hơn, thì hay là nó mạnh là mẽ yếu tố hơn nhỏ thôi. Cái chính là như là chúng ta biết là ngày 20, tức là ngày 20 ngày mai đây này, là bà Thái Anh Văn sẽ tuyên thệ nhậm chức kỳ 2. Dạ vâng. Và cái người ta chờ đợi rằng là cái bài diễn văn của bà Thái Anh Văn sẽ nói gì, bởi vì bà ấy, khi bà ấy đắc cử nhiệm kỳ 1 thì bà ấy đó nói ngay Đài Loan không chấp nhận cái gọi là cái thể chế gọi là nhất quốc lưỡng chế mà Trung Cộng áp đặt. Dạ vâng. Bởi vì Đài Loan là một quốc gia độc lập trước và đã là đại diện chính thức, là một trong 5 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho đến năm 1971, đó, khi mà Hoa Kỳ đó, ban giao, Hoa Kỳ đã đưa Trung Cộng thay thế cái chỗ đó thì Đài Loan mới bị gạt ra. Đó. Do đó nhiều quốc gia thấy rằng là nếu Đài Loan tuyên bố độc lập thì người ta ủng hộ, nhưng mà Trung Cộng thì bằng mọi cách ngăn cản, bao vây, không cho Đài Loan độc lập, và có thể họ dùng quân sự để họ đánh úp Đài Loan. Đó. Thì cái nên nhất dạ cái diễn tiến mà Đài Loan gần đây đó nó làm cho Bắc Kinh hay là Trung Cộng rất là khó chịu. Thì nếu mà chú thấy đó, trong cái thời điểm này và trong thời điểm mà bà gọi là tổng thống mới của Đài Loan, không phải là tổng thống mới nhưng mà tái đắc cử, mà ra lệnh hay là ra một cái tuyên bố mà tuyên bố độc lập, thì chú nghĩ là có liệu Trung Cộng sẽ đem quân qua đánh Đài Loan hay không? Bây giờ thì người ta đưa ra hai cái scenario, hai cái kịch bản. Cái kịch bản thứ nhất là phía Đài Loan sẽ không bao giờ tuyên bố thẳng ra độc lập, nhưng mà giữ status quo, tức là nguyên trạng, tức là Trung Hoa lục địa, có thể chế của Trung Hoa lục địa, anh muốn sống sao kệ anh. Yeah, Đài Loan chúng tôi có thể chế, chúng tôi sống, không ai đụng chạm tới ai. Yeah, vâng. Chúng tôi theo thể chế dân chủ, và thể chế dân chủ Đài Loan là một trong thể chế dân chủ rất là vững mạnh. Tức là vẫn theo cái đường lối cũ từ mấy chục năm nay tới bây giờ này vẫn tiếp tục được ngày nay đi. Thành ra không ai đụng tới ai cả, buôn bán làm ăn cứ buôn bán làm ăn, nhưng mà anh đừng đòi tôi phải y theo như cái thể chế cộng sản của anh. Dạ vâng. Đó, và đó đưa là ra cái, một cái nếu mà như vậy bây giờ này mình nhất. Trở lại cái vấn đề coronavirus và cái tổ chức y tế quốc tế hay là thế giới bây giờ đó chú. Cái điểm cuối cùng mà chú nhấn mạnh đó là mình Mỹ nha, không có, có thể rút ra khỏi cái tổ chức này. Thì nếu mà rút ra như trong thời điểm này, chú nghĩ là có lợi hay có hại cho thế giới? Ok, trước khi mình đi trả lời có lợi hay có hại đó, thì dạ Mỹ tất nhiên là khi làm chuyện gì họ cũng có tính 2-3 bước, chứ không phải họ tính đột ngột như vậy đâu. Dạ vâng. Cái thứ nhất ấy, là chúng ta biết là mỗi hàng năm như vậy đó, là Hoa Kỳ tài trợ cho cái tổ chức này 300-400 triệu, bình thường là 400 triệu hay trên 400 triệu. Trong khi á, tàu cộng á, Bắc Kinh á, chỉ tài trợ có 40 triệu thôi.
Và vì vậy cách đây một thời gian mấy tuần đấy thì Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh ngưng tài trợ. Và trong cái tuần vừa rồi đó thì Tổng thống Donald Trump nói rằng chúng tôi sẽ tái tài trợ ngang bằng với phía Trung Cộng mà thôi. Ví dụ Trung Cộng tài trợ 40 triệu thì chúng tôi cũng tài trợ 40 triệu. Chúng tôi không cho hơn. Điều đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là phải cải tổ. Phải cải tổ để phục vụ cho cả thế giới. Chứ không có làm theo Trung Cộng. Và nếu không cải tổ trong vòng 30 ngày, chúng tôi không thấy cái sự gọi là cải tổ một cách tích cực trong 30 ngày, thì chúng tôi có thể chấm dứt hẳn và sẽ rút hẳn ra khỏi cái tổ chức thế giới. Thì đây là cái điều kiện, cái ultimatum, tức là cái điều kiện gọi là quyết định của Tổng thống Donald Trump. Và nếu như vậy, tất nhiên khi ông đưa ra như vậy đó, thì có một cả một dàn những quốc gia ủng hộ Hoa Kỳ áp lực để cho tổ chức thế giới phải làm những cái gì mà nó đáng phải làm. Ví dụ như trong cái vụ mà giải quyết cái vụ coronavirus vừa rồi đó, thì rõ ràng nếu mà đọc kỹ cái thư 4 trang của Tổng thống Donald Trump đó, thì ông đưa ra từng ngày chuyện gì xảy ra và bên nó đã xảy ra như thế nào và cái tổ chức y tế thế giới đã phản ứng như thế nào, không thể chối cãi được, bởi vì cái đó là cái fact. Vì vậy mà nếu cải tổ thì phải có những cái động thái tích cực, và nếu động thái tích cực thì ok, Mỹ sẵn sàng đứng vào và yểm trợ. Còn nếu mà nhất cương quyết là bây giờ chúng tôi làm theo ý chúng tôi đại khái như vậy, thì tất nhiên là Mỹ họ có từ xưa đến giờ là cái quốc gia mà tài trợ nhiều nhất, thì họ phải có những cái biện pháp để áp lực thôi. Dạ vâng, thì nếu mà như vậy đó thì cái cuộc họp kỳ này hy vọng là nó sẽ đưa ra một cái diễn tiến gì mới mẻ, đúng không? Cái quyết định chắc chắn rồi, chắc chắn nó phải thay đổi chứ, nếu mà như tình trạng vừa rồi đó, bởi vì từ xưa đến giờ đã mấy lần thì những cái dịch bệnh nó xảy ra trong quá khứ, mà ở trong quá khứ cái những cái người gọi là tổng thư ký trước đó, những cái người mà điều hành trước đó, họ đã làm rất là tốt, chứ không phải như cái kỳ này mà làm theo ý Trung Cộng như vậy. Hoa Kỳ cũng như Úc cũng như các quốc gia Âu Châu, người ta có lý do chứ. Thì nếu mà như vậy, cái câu nói này có vẻ hơi bi đát chút xíu, nhưng mà nếu như vậy thì chỉ bãi nhiệm ông tổng thư ký bây giờ này thôi. Đó là một trong những cái áp lực. Thì chưa biết giải quyết như thế nào. Thì có thể nó sẽ có một cái solution. Đương nhiên rồi, những tổ chức lớn quốc tế như vậy thì nó phải có một cái giải quyết như thế nào để cho nó đẹp, nó ổn quá. Dạ vâng. Dạ, okay. Cuối cùng nữa là chú nhấn mạnh cái vấn đề là nếu mà tất cả mọi người lên tiếng, tức là 120 quốc gia mà phản đối Trung Cộng hay là tiếp tay cho Hoa Kỳ, mà cuối cùng là biện pháp trừng phạt Trung Cộng trong cái đại hội này hay là sau khi kết quả đại hội này? Tôi nghĩ là sẽ không có cái dẫn tới cái về là trừng phạt theo cái kiểu mà bình thường mình hiểu, nhưng mà nó có những vạch ra những cái sai lầm để mà không tái diễn. Chứ còn cái chuyện này, thí dụ như có những cái đề nghị đưa Trung Cộng ra tòa án quốc tế chẳng hạn, thì cái chuyện đó chắc nó không xảy ra. Nếu mà nó truy ra, nếu mà là nguồn gốc từ Trung Cộng thì có thể có những bồi thường thỏa đáng cho các nước không, hay là chỉ đó là cái mà người ta đang nói tới, người ta đang bàn tới, nhưng mà bây giờ cũng rất khó để mà có cái tòa án nào có mấy tòa án là hay từ cũng người ta nói tới, nhưng mà những tòa án họ có thụ lý không, và thụ lý rồi thì có cái gọi là cái cơ chế cưỡng bách thi hành không. Trung Cộng thì không có thi hành thì cũng chịu thua. Thì hôm nay đang quân thì đánh nhỉ. Thì nói cái chuyện đó nó chỉ là những cái mặt về ngoại giao, về chính trị, về thương mại, dùng bên này bên kia, dùng những cái đòn phép đó để mà đối phó với nhau, chứ không có cái gọi là giống như một quốc gia mà anh thiệt hại thì anh phải bồi thường, không thì tôi siết nhà siết cửa anh chẳng hạn, thì cái chuyện đó rất là khó. Dạ vâng. Thì nói tóm lại là hy vọng là cái cuộc họp này và sau khi cái đại hội này thì mình sẽ tìm ra một cái giải pháp cho cái tổ chức này, y tế của cái tổ chức y tế thế giới này, và
có thể một cái giải pháp nào đó cho Trung Cộng hoặc là cho Hoa Kỳ và cho Đài Loan nếu mà cái tổ chức này tiếp tục cái con đường. Tất nhiên là đây là cái tổ chức chung của thế giới thì người ta phải giữ nó để mà nó là cải tiến cho tốt hơn thôi. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều cho cái câu chuyện hôm nay và hy vọng chúng tôi sẽ trở lại với quý vị một mẫu chuyện okay, khác. Ok, cảm ơn. Như điện.